Đến giao đồ uống nhưng khách làm mất chìa khóa cửa, anh shipper nghĩ ra cách giải quyết đơn hàng cương xỉu. Đánh giá 10 sao mới đủ, tình huống hơi cồng kềnh một tí, nhưng chứng tỏ được cái tâm của nghề shipper. Sự phổ biến của văn hóa mua hàng online, đủ mọi mặt hàng khiến cho nghề shipper nở rộ theo. Là một ngành dịch vụ, tiếp xúc với nhiều khách hàng khác nhau mỗi ngày, shipper thường xuyên gặp phải các tình huống éo le. Một vài câu chuyện từng được chia sẻ lên mạng xã hội, mang đến nhiều góc nhìn cho netizen, như bức ảnh nọ đang viral gần đây. Anh chàng ship ly đồ uống cho khách, khi tìm địa chỉ nhận hàng thì rơi vào cách quái oăm, khách không tìm được chìa khóa nhà, bị nhốt tạm thời sau cửa sắt. Ly đồ uống không thể đưa vừa qua khe cửa, cả hai rơi vào thế tiến chẳng được, lùi cũng không xong. Lúc này, anh shipper mới nảy ra ý tưởng, đỡ ly nước cho khách hút trực tiếp, coi như đình tiêu thụ khẩn cấp cốc nước. Chứng kiến câu chuyện, đa số dân mạng đều dành lời khen cho shipper. Hóa ra tình huống này không hề hy hữu, này phải cho 10 sao mới đủ, quá dễ thương. Đâm lao rồi phải theo lao, đành phải hết mình với nghề shipper thôi. Trời tôi y chang, lần đặt âu cháo không mở khóa nhà được, anh shipper còn múc từng thìa sang bát bên trong cho tôi. Ha ha, đi ship em từng gặp ca như này luôn mọi người à, cả khách và em cười bò.